Truyện tập 22 Chuỗi hạt mân côi với lửa hỏa ngục. Câu chuyện thật ly kỳ rùng rợn, nhưng đó là sự thật. Vì nếu chúng ta có đức tin, hiểu biết được thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục. Thiên đàng là nơi Chúa thưởng kẻ có công, luyện ngục là nơi Chúa dùng để tẩy rửa kẻ có tội, hỏa ngục là nơi Chúa phạt trầm luân những kẻ bội phản với Thiên Chúa. Khi suy ngẫm về hỏa ngục và các hình phạt trong hỏa ngục, thì có nhà thần học đã nói: có lẽ Chúa là đấng tốt lành nhân từ vô cùng, có thể sau một thời gian nào đó Chúa cũng sẽ đổi án phạt trong hỏa ngục. Đó là sự suy luận vô căn cứ. Giáo hội Công giáo đã dạy rõ ràng trong sách Giáo lý câu 1033 nói rằng: chết trong khi đang phạm tội trọng mà không sám hối thì sẽ mãi mãi lìa xa Chúa. Và những hình phạt trong đó quả là ghê gớm. Bernay, một kỹ nữ rất nổi tiếng ở Florence, nước Ý, nàng đã dùng nhan sắc mình phạm không biết bao nhiêu là tội ác dâm ô. Nàng đã khuynh đảo phá tan không biết bao nhiêu gia đình đang có hạnh phúc. Nhiều bà ghen tương có âm mưu toan sát hại nàng cho thỏa lòng ghen tức. Một hôm, cha thánh Domenico đến giảng ở Florence. Rất nhiều người Công giáo đến nghe. Lẽ tất nhiên là cha giảng về kinh mân côi và quyền lực của chuỗi hạt mân côi. Bernay đi qua, thấy người ta đến quá đông, tò mò, nàng vào nghe, xem ông này nói gì. Nhưng không ngờ, Chúa thương, bài giảng về quyền lực chuỗi hạt mân côi đánh động lòng nàng cho đến tận xương tủy. Nàng khóc sức mướt khi nghĩ đến những tội ác của mình đã phạm đến Chúa, đến Đức Mẹ, làm hại biết bao người và biết bao gia đình. Bernay ăn năn thống hối và xin xưng tội với cha Domenico. Cha giải tội xong, truyền dạy lần chuỗi mân côi để đền tội. Được một thời gian sống trong ơn nghĩa Chúa, ma quỷ lại đến cám dỗ phá quấy nàng. Chạnh lòng nhớ cảnh giang hồ, ngựa theo đường cũ, Bernay lại trở lại với con đường tội lỗi năm xưa. Nghe tin Bernay lại theo con đường giang hồ như cũ, ngài đến khuyên răn nhưng vô ích. Cha bảo: thôi, bây giờ để mộ mến chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, con đi đâu cũng mang chuỗi hạt mân côi bên mình. Ngài nghĩ thầm rằng dù thế nào Bernay cũng sẽ ăn năn trở lại với chuỗi hạt mân côi. Và quả thật, trong một đêm ngủ say, nàng được thị kiến thấy hỏa ngục và các hình phạt rất ghê sợ trong đó. Nàng thấy các linh hồn đang phải thiêu đốt với rất nhiều hình phạt không thể nào diễn tả ra cho xiết bằng ngôn ngữ loài người được. Sợ quá, nàng nghĩ ngay đến chuỗi hạt mân côi mà nàng đang mang trong mình, cũng như các phép màu của chuỗi hạt này mà nàng đã được nghe giảng nhiều lần. Bernay rút ngay chuỗi hạt mân côi trong túi áo và quẳng xuống hỏa ngục. Tức thì lửa hỏa ngục liền tắt ngấm. Tỉnh dậy, nàng thấy chuỗi hạt mân côi còn đang trong túi. Mừng quá, nhưng mồ hôi toát ra như tắm vì quá sợ. Mấy ngày sau, nàng không dậy và cũng không ăn uống gì được. Bernay kêu van Đức Mẹ cứu nàng khỏi chết trong lúc này và hứa sẽ ăn năn hối cải, chừa dứt mọi tội lỗi. Nàng nghĩ chỉ có cách lần chuỗi mân côi mới có thể dập tắt được lửa tình. Từ đó, Bernay hàng ngày lần chuỗi mân côi và sống đạo thánh thiện cho đến chết, mặc dù có rất là nhiều cơn cám dỗ đến với nàng. Lời bàn: mặc dù câu chuyện trên đây chỉ là thị kiến, đã là thị kiến thì không mấy khi thật, nhưng cũng có rất nhiều thị kiến được kiểm chứng là do hồng ân của Thiên Chúa ban cho, để họ được ơn ăn năn trở lại. Cũng như vua nước Galicia trên đây đã được thấy thị kiến mình chết,
bị luận án trước tòa phán xét, rồi Đức Mẹ hiện ra cứu giúp. Tỉnh dậy, vua biết mình quá tội lỗi nên ăn năn trở lại cho đến chết. Do đó, thị kiến hay giấc mơ cũng là những báo mộng thuận lợi cho mình biết được hậu vận. Thị kiến của Bernay thấy hỏa ngục và quyền lực của chuỗi mân côi làm cho nàng được ơn ăn năn trở lại. Điều này nói lên ý nghĩa rất quan trọng là chuỗi hạt mân côi dập tắt được lửa hỏa ngục. Thì tại sao chuỗi hạt mân côi không cứu vớt được những thiên tai, thảm trạng, sóng thần ở Indonesia và bão Katrina ở New Orleans đã làm chứng cho những sự lạ này? Khi sóng thần tràn vào hơn 30 cây số trong đất liền, tàn phá hủy diệt hầu như tất cả, chỉ trừ có một thánh đường kính Đức Mẹ đang có nhiều người tụ tập lần chuỗi mân côi thì được thoát khỏi. Bão lụt tràn vào New Orleans, tất cả mọi nhà đều ngập lụt phải vội vàng di tản. Riêng chỉ có một gia đình vợ chồng con cái hợp nhau lần hạt thì được bàn an vô sự. Kinh nghiệm bản thân cũng nói lên được những ân huệ do chuỗi hạt mân côi. Xe jeep tôi đậu sát lề bên cầu xi măng, hay bánh xe chúi về phía trước nghiêng hẳn một bên, chỉ còn tích tắc là xe nhộn nhào xuống sông, sẽ có chết hoặc bị thương. Một lần khác, xe qua khỏi chừng 5 giây đồng hồ thì miền Claymore nổ tung một đoạn đường. Lần khác, trời mưa tầm tã, xe jeep đang đi nhanh, bốn bánh xe quay tròn được trớn đâm thẳng vào khu vườn, bay qua hai đợt vòng rào dây kẽm gai, chúi xuống một hố nước sâu 3 thước, nằm gọn lõn. Dân làng kéo ra, biết chắc thế nào cũng có người chết hay bị thương, nhưng tất cả được bình an vô sự. Kiểm điểm lại thấy trong người có đeo chuỗi hạt mân côi, trong túi quần cũng còn một chuỗi hạt mân côi nữa. Đó là Đức Mẹ mân côi đã cứu mình khỏi tai nạn chỉ trong gang tấc. Tạ ơn Chúa.